Trong One Piece chương 977 thì 8 hồng bao trung thành có khả năng chiến đấu riêng biệt trong trận chiến ở Onigashima, vì thế họ không lãnh đạo quân đội của họ, vì thế đã có những người lãnh đạo dự bị thay cho họ. Các băng hải tặc trong liên minh bắt đầu tiến thẳng đánh vào Onigashima, riêng băng mũ rơm đã phá tan được khu vực cổng vào một cách dễ dàng, đem lại một sự ngạc nhiên lớn cho các samurai. Ngoài ra, trong phần kết thúc của chương 977 đã tiết lộ rằng Kaido đang cố tìm con trai của mình. Điều này thật bất ngờ cho nhiều người hâm mộ, tứ hoàng băng bách thú cũng có con trai. Và nhóm Flying Sheik hay còn được gọi là Tobi Roppo cũng tham dự bữa tiệc với Kaido. Điều gì đã xảy ra trong chap 978? Thứ nhất, không có dấu hiệu nào cho thấy Kaido và Orochi đã biết rằng liên minh của Ruffy vẫn còn nguyên vẹn. Điều thú vị trong chương 978 là không hề có sự chuẩn bị đặc biệt nào để sẵn sàng chiến đấu trong Onigashima. Các binh lính của Kaido không hề hoảng loạn hoặc chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Mọi người đều đã sẵn sàng cho bữa tiệc và những nhóm lính nhỏ duy nhất bảo vệ thì cũng đang vừa nhậu vừa canh gác ở cảng biển. Mặc dù Kanzuro đã bay đi trước khi liên minh của Ruffy một thời gian, đồng thời liên minh của Ruffy cũng bị kìm hãm bởi các khẩu pháo tầm xa trên thuyền của băng hải tặc bách thú cho đến khi Jinbe đến giải cứu họ, nhưng Kanzuro vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vậy chúng ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Nếu Kanzuro đã báo cáo thì Orochi và Kaido tại sao lại không quan tâm? Hay Kanzuro có chuyện gì mà về muộn? Liệu có phải Kanzuro thay vì trở về báo cáo thì có mục tiêu quan trọng hơn là đi tìm Hizori trước hay không? Thứ hai, các cửu hồng bao bắt đầu hoạt động riêng biệt. Như trong kế hoạch đã họp trong chương 977, Kinemon và Denjiro đã không cùng đi trên tàu ngầm của Law bởi vì họ sẽ trực tiếp chỉ huy quân đội. Bản thân Kinemon thực sự bắt buộc phải tiến cử vào cổng trước của Onigashima, chủ yếu là vì sau đó anh ta sẽ giúp ngụy trang cho những người lính khác. Trong khi đó, Kiku, Raijo, Kawamatsu và Sutenmaru được thể hiện trong chương này là đều ở trên tàu của Law. Họ sẽ xâm nhập Onigashima từ dưới nước và vòng ra phía sau. Thứ ba, trang phục ngụy trang của tất cả binh lính đồng minh. Fuku no Mi là trái ác quỷ của Kinemon. Đây là một trong những trái ác quỷ mà không có ích trong cuộc chiến một chọi một, bởi vì chủ yếu là do Kinemon là một samurai và khả năng tạo ra trang phục từ trái cây ác quỷ không giúp ích gì cho kỹ thuật tấn công của Kinemon. Nhưng lần này, năng lực của trái Fuku no Mi đã cho thấy sức mạnh của mình. Kinemon đã thay đổi trang phục của tất cả các chiến binh đồng minh để giống với các thành viên của băng hải tặc bách thú, giúp cho việc ngụy trang xâm nhập dễ dàng hơn. Kinemon đã nói với Kid và Ruffy rằng họ có thể tự do tấn công Onigashima theo ý muốn của họ. Vì vậy, Kinemon anh ta dường như đã tính toán rằng hai người kia sẽ có thể sẽ không hoạt động theo kế hoạch, nên tốt nhất là cho họ tự túc xử lý. Tuy nhiên, Kinemon đề nghị mọi người tốt nhất là hết sức tránh né đối đầu vô ích, không cần thiết cho đến khi họ đạt được mục tiêu chính của họ. Chúng ta đã từng thấy những gì đã xảy ra giữa Kid và Ruffy khi cả hai hoạt động vô kỷ luật, và tương lai sẽ kích hoạt một cuộc chiến trong một hoặc hai chương tiếp theo. Thứ tư, tất cả quân đội Kaido đang ở trên Onigashima. Chương 978 cho thấy rằng đây là một bữa tiệc mà tất cả các chỉ huy lực lượng của băng bách thú đều có mặt, bắt đầu từ các Wader, những người sẽ không được ăn trái Smile sau khi nhà máy Smile bị phá hủy. Sau đó là các Big Sur, Gifter, Headliner, Tobi Roppo và Number đã được Queen Tấu Hài gọi tên trong một đêm ca nhạc ba sàn dữ dội. Tất nhiên, ngay cả các All-Star cũng sẽ đến, ngay cả khi chỉ có mỗi Queen được hiển thị như một MC đình đám trong chương trình này. Ruffy và những người bạn của mình thực sự phải sẵn sàng cho một trận chiến hoành tráng, đặc biệt là vì các đứa con của băng hải tặc Big Mom cũng sẽ đến. Thứ năm, tất cả Tobi Roppo hay Flying Sheik đều được giới thiệu. Chap 978 đã giới thiệu toàn bộ nhóm Tobi Roppo. Trước đây, chỉ có 2 trong số 6 thành viên của Tobi Roppo mà chúng ta đã thấy, đó là Big One và X-Drake. 4 người còn lại được tiết lộ trong chương này, đó là Black Maria, Uruti, Hushu và Sasaki. Thật thú vị, Tobi Roppo dường như không được gọi đến với mỗi việc đến để ăn nhậu tiệc tùng cả đêm, mà hình như họ được chỉ đạo đến để chờ Kaido giao cho một nhiệm vụ riêng. Uruti sau đó nói rằng nếu họ được triệu tập, điều này có nghĩa rằng đây là vấn đề gia đình, và rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng chuyện về gia đình này còn bí ẩn và còn khá cấm kỵ. Trong chương 977, Kaido muốn giới thiệu nhóm Flying Sheik cho Big Mom. Điều đặc biệt là Kaido trông rất háo hức khi giới thiệu đứa con của mình với Big Mom. Xem xét việc Kaido bị nghi ngờ là cha của một trong những đứa con của Big Mom, đây có phải là ý nghĩa của họ khi nói đây như là một vấn đề gia đình? Nhưng theo lời của Uruti, dường như họ đã quen với việc gia đình này. Vậy điều này có liên quan gì đến người con trai bí ẩn của Kaido hay không? Trên đây là những điều thú vị trong chương 978. Bạn có suy nghĩ gì về con trai của Kaido không? Với việc hai thanh niên Kid và Ruffy liệu sẽ gây náo loạn ở Onigashima không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận nhé.